Thần thoại Hy Lạp là truyện thần thoại bao gồm truyền thuyết các vị thần, các vị anh hùng người Hy Lạp. Thần thoại Hy Lạp hình thành trong khoảng thời gian lịch sử khá dài. Đó là quá trình lịch sử thời kỳ nền văn minh trước công nguyên. Hầu hết những câu chuyện thần thoại với chúng ta ngày nay đều do những nhà thơ, nhà viết kịch kể lại, sau này là các mythograph. Quá trình kể lại cũng là quá trình sắp xếp, biên soạn lại, tái tạo theo một khuynh hướng nào đó. Mời các bạn đến thư viện tìm đọc nhé!